Hello, hôm nay thì mình lại xin chào toàn thể các anh chị em nhé. Vẫn là tiếp tục đến với video của ngày hôm nay thì có hai cái phần chính mà mình muốn chia sẻ ở trong cái video này. Thì một phần là cách xử lý làm sao cho chuồng trại anh em chăn nuôi nó sẽ không bị hôi. Và cái thứ hai nữa đó là cái vấn đề mình mới về đàn cún con nha anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái chủ đề về cái đàn cún con này trước. Thì đây nhà mình vừa về thêm 6 con cún con. Thì trong này là có một con to này, đây con này 3 con to. Thế còn lại là 6 con cún con mới về. Hàng Laifa bố mẹ thì rơi vào tầm 20-25 cân. Đấy, chó thì rất là cao dài rộng. Cao dài chó. Nhưng mà do chủ nhà chăm kém quá. Đấy. Thì đàn này là có, xem nào, có một con bốn mắt này. Đây, con đen này là con đen bốn mắt đây này anh em ạ. Đấy, con đen bốn mắt mới lại vàng. Hai, nói chung là đàn này là có hai con đen mới lại hai con vàng và hai con màu sô-cô-la. Đấy, kìa, hai con màu sô-cô-la kìa. Cũng bốn mắt luôn nha anh em nhé. Đấy, thì có 3 con 4 mắt. Đây là chó 4 mắt đấy. Đấy, nếu mà anh em nào mà cần hàng chó quê, hàng cún con này để nuôi giữ nhà thì anh em cứ liên hệ vào Zalo cho mình, thì mình sẽ chụp ảnh, mình gửi hình ảnh rõ ràng cho các anh chị em nhà mình xem. Ưng thì anh chị em đón về nhà anh chị em nuôi, còn không ngưng thì lại có việc. Thế còn cái vấn đề thứ hai ở đây đó là cái vấn đề xử lý cái lèn chuồng làm sao cho nó không bị hôi. Đấy, rất nhiều anh chị em là nhà không có cái hầm bioga và chưa lát được cái lèn gạch hoa thì bao giờ cái lượng phân thải của nó xuống ấy thì là nó cũng sẽ rất chi là hôi thối và mùi nó khó chịu, cho nên là nhiều anh em thì sẽ không biết là như thế nào. Thì như mình ở đây ấy, là mình xử lý nó rất đơn giản thôi. Nhất là về phần thức ăn của nó thì mình có trộn thêm cái thằng men vào cho nó để nó làm cái lượng phân của nó sẽ không bị hôi thối. Và cái thứ hai nữa ấy, đó là cái xử lý cái lèn chuồng thì hầu như là mình toàn hòa cái nước xà phòng mới lại thêm một ít muối để nó diệt khuẩn. Đấy, cái muối cộ, muối trắng của mình ấy. Đây, là mình cứ hòa vào trong cái thùng này. Đây, thùng này của mình vẫn là thùng xà phòng thôi. Đấy, đây này, khoảng cái là lên nó nổi bọt này anh em này. Đấy, thì cái xà phòng này là mình sẽ tiến hành, mình sẽ rửa hai lần, sáng một lần và tối một lần. Đấy, là nó rất chi là sạch và nó thơm. Nói chung là nó cũng không được khử hết mùi 100%, nhưng mà nó cũng khử đến 95%. Là anh em đi qua cửa là hầu như là cũng không ngửi thấy cái mùi hôi thối đâu. Đấy, là mỗi một lần cho nó ăn xong là anh em bắt đầu tiến hành xịt rửa và rắc luôn hòa luôn cái nước xà phòng này. Xong anh em cho cái máy anh em xịt lên, xịt đều vào, xịt hết nó đi. Đấy, là rất đơn giản. Bởi vì là hầu như nếu mà các anh em mà chưa có cái hầm bioga ấy, là anh em hay bị mùi. Đấy, nếu có hầm bioga mà anh em lát được cái lèn nữa rồi ý, thì cái lèn gạch hoa nó sẽ không bám. Thế nên là anh em xịt rửa qua phát là nó hết. Thế còn như cái lèn, hầu như lèn này và cái lèn đất ý, nếu lèn đất thì anh em lấy cái gói men rắc nhá. Nếu anh em mà không ấy được thì cái lèn đất thì anh em phải lấy cái gói men rắc, anh em rắc. Đấy là cái video của mình hôm nay chia sẻ đến đây là kết thúc. Thế anh em nào xem thấy hay thì cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thế còn lại anh em nào có nhu cầu gì, về vấn đề gì thắc mắc thì anh em cứ liên hệ cho mình ở phần Zalo hoặc comment bình luận ở bên dưới. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau. Xin chào.